Ngày 15 tháng 9 năm 2023, huyện ủy Lang Chánh phối hợp với trường chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính không tập trung huyện Lang Chánh khóa học 2022-2023. Dự lễ bế giảng có tiến sĩ Thịnh Văn Khoa, phó hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo chuyên viên các khoa phòng của trường chính trị tỉnh. Về phía huyện Lang Chánh có đồng chí Lữ Đức Trung, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Phạm Thị Oanh, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm chính trị huyện, đồng chí Lương Tuấn Huê, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức huyện ủy cùng đại diện các ban xây dựng đảng, văn phòng huyện ủy. Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính không tập trung huyện Lang Chánh khóa học 2022-2023 có 70 học viên, gồm 26 học viên là cán bộ, giáo viên các nhà trường trên địa bàn, 19 học viên là cán bộ công chức các xã, thị trấn, cán bộ thôn bản, khu phố, 26 học viên công tác ở các ban ngành, cơ quan, đơn vị, hành chính, sự nghiệp của huyện. Chương trình đào tạo của khóa học gồm 13 môn học, nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam, thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng phát triển tỉnh Thanh Hóa, quản lý hành chính nhà nước, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, kiến thức bổ trợ với phương châm, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Lớp đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại xã Triềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình với chủ đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong phát triển du lịch của địa phương, cải cách hành chính, ứng dụng chính quyền số, kinh nghiệm trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của địa phương, biện pháp khắc phục tình trạng ngại học lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên ở xã Triềng Châu. Trong chuyến đi nghiên cứu thực tế, lớp còn được tham quan một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để tìm hiểu về truyền thống văn hóa, đời sống và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bạn. Qua chuyến đi nghiên cứu thực tế, các đồng chí học viên đã tiếp thu được nhiều kiến thức phục vụ cho công tác tham mưu tại cơ quan đơn vị và viết báo cáo nghiên cứu thực tế, tổ chức tọa đàm khoa học, thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị ở huyện Lang Chánh hiện nay. Đặc biệt, nhà trường đã cải tiến, đổi mới, bổ sung các chuyên đề vào chương trình đào tạo theo hướng rõ hơn về lý luận, sát với đối tượng, phù hợp với thực tiễn, đồng thời mời lãnh đạo huyện Lang Chánh tham gia trao đổi giảng dạy các chuyên đề về lịch sử Đảng bộ huyện, thực tiễn, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, văn hóa của huyện. Với tinh thần thái độ nghiêm túc trong học tập của các học viên, lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung huyện Lang Chánh khóa học 2022-2023 đã hoàn thành chương trình toàn khóa. Kết quả học tập, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó loại giỏi 14 học viên chiếm 20%, loại khá 55 học viên chiếm 78,6%. Khen thưởng cho 7 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện toàn khóa. Phát biểu tại lễ bế giảng, Tiến sĩ Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương và chúc mừng những kết quả học tập của các học viên. Đồng chí cũng khẳng định, có được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh, sự nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên, tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên, sự phối hợp quản lý, phục vụ chu đáo của huyện ủy Lang Chánh, trung tâm chính trị huyện. Đồng thời, mong sau khi tốt nghiệp, mỗi học viên cần phát huy những kiến thức đã được nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, tham gia lãnh đạo, quản lý, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phát biểu tại buổi lễ bế giảng, đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cảm ơn Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện về mọi mặt để các học viên hoàn thành khóa học đạt kết quả tốt. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương sự nỗ lực cố gắng trong học tập của các học viên và mong muốn với những kiến thức được trang bị, đội ngũ cán bộ đương chức và dự nguồn, các chức danh ở các xã thị trấn, các cơ quan, trường học tham gia khóa học sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những kiến thức được áp dụng vào thực tế để nâng cao hiệu quả công tác tại mỗi cơ quan, đơn vị. Tại lễ bế giảng, lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính không tập trung huyện Lang Chánh khóa học 2022-2023, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã khen thưởng cho 7 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và cấp bằng tốt nghiệp cho 70 học viên của lớp học. Với những kiến thức được trang bị trong khóa học, các học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập, trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị
vận dụng sáng tạo, khoa học, hiệu quả vào thực tế tại đơn vị, địa phương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.